Lời Chúa theo Thánh Gioan chương 6, câu 52 đến câu 59. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giê-xu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-ôm. Quý vị và các bạn thân mến, khi Chúa Giê-xu nói, bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống, người Do Thái ngay lập tức phản ứng. Họ quay sang sầm sì, to nhỏ, tranh luận sôi nổi với nhau. Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Chúa Giê-xu có cách dẫn dắt sự kiện và truyền đạt một thông điệp theo cách tiệm tiến. Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân ăn no nê. Đó là lương thực họ nhìn thấy, là bánh, là của ăn họ đã cho vào miệng để giải cơn đói. Từ sự kiện có tính chân thực như ăn hay uống, Ngài lần hồi khai mở cho họ hiểu được nhiều giá trị hơn. Đi từ thân xác đến linh hồn, tự nhiên đến siêu nhiên. Người từ từ nói về lương thực trường sinh, thế mà khi nói về điều đó, họ vẫn chưa hiểu để tiếp nhận điều ấy như một giáo lý. Và hơn thế nữa, đón nhận nơi người như một điều gì đó mới mẻ, khả thể mang đến những giá trị, nhất là giá trị sự sống vĩnh hằng. Chúa Giê-xu không úp mở về thứ lương thực mà người đã ban cho họ. Vâng, đó chính là thịt và máu người. Nói điều này ra, nó làm cho chúng ta choáng váng, như cách mà người xưa đã kinh ngạc và hoang mang. Ông ta có thể lấy thịt cho ông ta. Ông ta có thể lấy thịt của ông ta cho chúng ta ư? Ông ta điên hay sao? Điều này thực sự vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta. Nhất là khi chúng ta đề cập đến những điều Chúa Giê-xu đã nói từ cách nay rất xa xưa, và trở nên nền tảng căn bản cho thần học về thánh thể mà Hội Thánh Chúa Kitô cử hành. Khi linh mục cầm bánh và rượu trên bàn thờ và đọc lại lời truyền phép, đây là mình Thầy, đây là máu Thầy, mắt chúng ta chỉ nhìn thấy một tấm bánh, vài giọt rượu, nhưng chúng ta tin đó chính là thịt và máu Chúa Kitô đổ ra cho chúng ta, nuôi sống Hội Thánh và những ai tin người. Người Do Thái xưa không thể tin ngôi hai Thiên Chúa, Đấng Mêsia lại sinh ra cách không thể tin được như thế. Họ cũng không tin rằng ở Nazareth lại xuất hiện vị tiên tri. Cả đến những người mong mỏi ơn cứu độ, họ thốt lên, Nazareth nào có chi hay? Và họ kinh ngạc.
không thể tin ông Giê-xu lại có thể làm phép lạ, rao giảng đầy uy quyền đến như vậy. Và hôm nay, lại thêm một điều nữa thách thức trí hiểu của chúng ta. Vâng, mỗi lần ăn bánh và uống chén rượu là mỗi lần chúng ta rước mình vào máu Chúa Kitô. Đó là mầu nhiệm đức tin mà chúng ta luôn cần suy gẫm và khám phá tính mới mẻ của sự tự hiến nơi Chúa Kitô cho chúng ta. Lạy Chúa, lòng dạ chúng con thật hạn hẹp, đức tin của chúng con thật nông cạn. Muốn hiểu thấu những mầu nhiệm ẩn sâu của Chúa mà không sao chúng con có thể hiểu thấu. Nhưng xin Chúa đừng cất khỏi chúng con lòng yêu mến và tin cậy Chúa.